Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Tinh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, lục tâm đồng tổng cộng có hai vị sư phụ. Đục trưởng đồng đạo bất hạnh rời xuống. Bây giờ diệt hồn độc cơ lại tử vong. Giờ phút này, lục Thiếu du hiểu rõ tâm tình của lục tâm đồng. Biết nàng cực kỳ đau lòng, bị thương. Nếu không báo thủ cho sư phụ, trong lòng của nàng sẽ không tha thứ cho chính mình. Tâm đồng, hiện tại mọi người đã trốn thoát. Tại sao chúng ta không đi tìm các trường lão trung đập, đem những gì người biết, nói cho bọn hắn. Tới lúc đó, tự nhiên có thể đối phó diệt hồn yêu cơ hồ y lại lên tiếng nói lục tâm đồng nghe vậy lộ xem ra cười khổ huyền doanh đã nói hồ y muội sự tình không đơn giản như vậy chỉ sợ tới lúc đó đối phương chết không thừa nhận nhất thời cũng khó có thể điều tra rõ ràng cho dù là những trưởng đạo kia sẽ điều tra chỉ sợ trong đoạn thời gian đó tâm đồng càng gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa thậm chí còn lưu thời gian cho diệt hồn yêu cơ chuẩn bị tới lúc đó chỉ sợ cả những trưởng đảo trung lập cũng bị rửa sạch, mà khi đó không còn ai làm gì được đám người diệt hồn yêu cơ. Lục Tâm Đồng gật đầu, nói tiếp, huyền doanh tỷ nói rất đúng, nhưng chỉ đúng một phần, còn một phần khác nữa. Khẽ than dài, sắc mặt của Lục Tâm Đồng hơi trầm xuống, lại nói. Thứ hai, tuyệt đinh độc cốc muốn lấy thực lực vì tôn. Người mạnh là vương, lục trường, sư phụ của muội ngồi lên vị trí cốc chủ, cũng bởi vì đánh bại người trong độc cốc cũng đánh bại được diệt hồn yêu cơ, cho nên mới ngồi lên vị trí cốc chủ. Rồi sau đó, sư phụ bị gian nhân làm hại, bị trọng thương. Bởi vậy, trong hai vạn năm, vô luận thực lực hay thế lực cũng yếu hơn diệt hồn yêu cơ. Cho nên hiện tại trong tuyệt linh độc cốc, có không ít trưởng lão cùng hộ pháp cũng biết sự tranh đoạt giữa sư vội cùng diệt hồn yêu cơ, nhưng vẫn giữ thái độ trùng lập. Nếu lần này, mỗi thuận lợi ngồi lên vị trí cốc chủ, thế lực kia đương nhiên sẽ thần phục nhưng đã bị diệt hồn yêu cơ ngồi lên vị trí cốc chủ, thế lực kia đương nhiên cũng sẽ nhờ vả bà ta. Người mạnh là vương, có đôi khi thật sự cũng không phải quá trọng yếu. Được làm vua, thuốc làm giặc, từ giờ tới nay luôn như thế, thực lực mới là quyết định hết thảy tồn tại. Lục Thiếu Du than nhỏ, cũng đã thay bộ thanh y của mình, nhìn Lục Tâm Đồng lại hỏi. Tâm Đồng, vậy hiện tại bọn có tính toán gì không? Ngày mai chính là ngày lựa chọn tần cốc chủ, dựa theo quy củ tuyệt linh độc cốc nếu bội không xuất hiện cho dù là không có vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết người diệt hồn yêu cơ cũng sẽ dễ dàng trở thành tần cốc chủ tới lúc đó bội cũng phải vô điều kiện giao ra tuyệt linh độc quyết cùng vạn độc ấn phù cho nên bội phải đi lục tâm đồng nhíu mày nói ít nhất bội không cho phép bọn hắn tiếp tục phát triển an toàn lục thiết du nhìn lục tâm đồng ánh mắt khẽ động trầm mặc một lúc lại hỏi tâm đồng thực lực của diệt hồn yêu cơ như thế nào? Lục Tâm Đồng nhìn hắn, đáp lời. Trước khi sư phụ muội bị trọng thương, đã là ngũ nguyên hóa hồng cảnh, vẫn chưa thể khôi phục tới cấp độ toàn thịnh. Lục Trương, khi sư phụ bị thương nặng, đã bị độc công cắn lại, dùng nhàn tuyệt mỹ đều bị hủy, thậm chí còn chưa khôi phục được thủ đoạn bình thường. Sư phụ luôn phải dùng khăn che mặt lại, mà thực lực diệt hồn yêu cơ, muội có nghe sư phụ nói qua, hình như đã tới lục nguyên hóa hồng cảnh, cho nên lần này sư phụ mới gặp phải độc thủ như vậy. Lục Nguyên hóa hồng cảnh sao? Trong mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe lên, lại nói. Tâm đồng, ngày mai dựa theo lời bội nói mà làm đi. Có ta ở đây, cho dù bội có phá thiên, cả cả cũng giúp bội chống đỡ. Tâm đồng, có ta ở đây, tù vì Lục Nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Tiểu Long nghiêng đầu nhìn qua Lục Thiêu Du, lại nói. Lão đại à, ta nhận được tin tức, nói người đã là đi tuyên cổ điện, trở thành điện chủ thánh lôi điện cùng thánh chủ tuyên cổ điện. Thật không thê. Lục Thiếu Du gật gật đầu cười nói tiếp. Tin tức của người rất linh thông đấy. Ta chỉ mới biết không lâu thôi là thần thú thế giới lấy được tin tức đấy. Tiểu Long khẽ cười nói tiếp. Tâm đồng, người nghe được rồi chứ. Hiện tại, lão đại đã là thánh chủ tuyền cổ điện. Tuy tiện ma lam, ngày mai hết thầy còn có chúng ta. Được rồi. Lục Tâm Đồng gật đầu đáp. Chúc mừng ca ca, thánh chủ tuyên cổ điện thật sự không tầm thường. Lục Thư Du khẽ cười nói, ngày mai có tính toán gì không? Nói thử ta nghe xem. Lục Tâm Đồng khẽ cắn răng, lập tức nói, chỉ sợ không bao lâu nữa, bọn hắn cũng sẽ biết đoàn cười tuyệt linh song độc đã chết. Mọi nghĩ ngày mai, lấy lại vị trí cốc chủ của vội, không vì vị trí cốc chủ, chỉ vì báo thù cho sư phụ, làm cho kế hoạch của bọn hắn thất bại. Quyết định thì làm đi thôi, ngày mai có ta đi với muội. Lục Thư Du gật đầu nói, còn có ta đây, hết thảy cũng không lật nổi trời. Tiểu lòng tiếp lời. Thế là một đêm chậm rãi trôi qua, phía đông dần dần sáng lên. Bình thường tuyệt linh độc công cũng không quá yên lặng, nhưng cũng không quá náo nhiệt. Nhưng gần đây có vẻ náo nhiệt hơn không ít. Bên trong một dãy núi có một quảng trường khổng lồ, bốn phía xây dựng thật nhiều đại điện. độc ký tràn ngập, trên quảng trường hội tụ không ít thần ảnh, nhân số lên tới ba bốn vạn, có thêm thú tộc, nhân tộc, thậm chí cả mình linh tộc bọn họ đều là người tu luyện độc công. Người càng ngày càng nhiều, chốt cuộc có gần 20 thân ảnh vây quanh một nữ tử xinh đẹp đi ra. Bộ dáng 25-26 tuổi, mỹ mạm và yêu bị đôi mắt hoa đào như có thể vạch lòng người. Nữ tử đang chào hỏi các cường giả hộ pháp cùng những vị thường ra ngoài ít quay về trong cốc. Váy dài xanh nhạt phong tình vạn trùng khiến người ta thỉnh thoảng phải ghé mắt nhìn. Lần này tiên tử nhất định có thể trở thành cốc chủ. Tới lúc đó hậu bối còn phải thỉnh trừ vị hộ pháp chấp sự ủng hộ nhiều hơn. Chúc mừng tiền tử. Hoàng trưởng lão khách khí rồi. Có hoàng trưởng lão là phúc phần của tuyệt linh độc cốc ta. Thực lực tiền tử, tựa hồ lại có tiến bộ, động công khẳng định tiến thêm một tầng. Không phải nói lão công chủ truyền vị cho lục tâm đồng sao? Nghe nói lục tâm đồng độc công cường hắn, còn là vô lượng niết bàn, hẳn là có cơ hội trở thành tân cốc chủ. Việc này chúng ta cũng không biết. Tình huống hiện tại trong độc cốc, người hẳn cũng biết một ít, lúc này không giống ngày xưa đâu. Thế rồi khi mặt trời lên cao, trên quảng trường truyền ra tiếng chuông, mọi thanh âm dừng lại, ánh mắt nhìn vào đại điện trên quảng trường. Mười mấy thân ảnh xuất hiện, trên thần trước dãy ghế phía trước. Đi đầu là một mỹ phụ hơn 40 tuổi, phong vận do tồn, khí chất không tầm thường, mặt bắn ra tình quang, váy dài màu đen có không ít lấm tấm huyết sắc. Màu sắc làm cho người có tù vi thấp nhìn thấy lại cảm thấy thần hồn run rẩy bên cạnh mỹ phụ còn có vài lão giả cùng bệnh lão ẩu thực lực cũng cường hãn khi tức giao động làm không gian khẽ run chỉ có cường giả mới có thể cảm giác ra được nhìn thấy nhóm người mỹ phụ đi ra toàn bộ đệ tử tuyệt linh độc công trên quảng trường đồng thời cung kính hành lễ bái kiến cốc chủ bái kiến trừ vị trưởng lão miễn lễ đi mỹ phụ phất tay ý bảo sau đó ngồi xuống ghế mọi người xung quanh lúc này mới ngồi xuống có không ít người có tư cách ngồi xuống, sắc mặt lại âm thầm khẽ biến, thân sắc khẽ rùng động. Ngoài trừ các trưởng lão bên cạnh cốc chủ, còn có mấy người này là ai nhỉ? Hình như là người ám bình động, nghe nói là mời đến xem lễ. Tuyển đình động cốc chúng ta từ khi nào có quan hệ với ám bình động tốt như vậy? Giờ phút này, nữ tử Mỹ Mạo sau vài lần lắc bình đã đi tới sau lưng Mỹ phụ áo đen, cùng kính đứng thẳng. Trong mơ hồ ánh mắt liếc qua lão giả, khí tức âm hàn, thân mặc áo đen vừa ngồi xuống gì sao không nhìn thấy cốc chủ cùng lục tâm đồng nghe nói lão cốc chủ muốn truyền vị cho lục tâm đồng cơ mà đã tới giờ này sao lục tâm đồng còn chưa tới nếu không tới dựa theo quy củ tuyệt linh độc cốc tới lúc đó sẽ đánh mất cơ hội trở thành cốc chủ có một ít đệ tử tuyệt lội độc cốc thấp giọng mà nghị luận mà có không ít trưởng lão hộ pháp cũng đưa mắt nhìn nhau thần sắc kẻ rùng động thời gian đã đến rồi có lẽ bắt đầu được thôi. Mỹ phụ áo đen vẻ mặt hở hứng, nhìn hoàng sam lão giả bên cạnh nói. Người còn chưa tới, dựa theo quy củ tuyệt linh độc cốc, đánh mất tư cách, dựa theo quy củ độc cốc mà làm đi. Bồi lễ long trọng nhậm chức cốc chủ mười vạn năm một lần của tuyệt linh độc cốc hiện tại bắt đầu. Hoàng sam lão giả nghe vậy liền tiến lên, âm thanh vang vọng trên không trung. Về quy củ chọn lựa tần cốc chủ, ta cũng không muốn nói nhiều mọi người đều biết quy củ tuyệt linh động cốc ta. Ngoại trừ được cốc chủ chỉ định tiếp nhận vị trí cốc chủ, cũng có thể do toàn bộ trưởng lão cùng thân truyền đệ tử của cốc chủ tranh đoạt. Bởi vì lần này cốc chủ có một số việc, cho nên hết thảy thủ tục do truyền cốc chủ mà đặt được giải quyết. Bởi vậy quyền cốc chủ cũng có quyền lựa chọn người kế nhiệm, đó là chỉ định thần truyền đệ tử của quyền cốc chủ thành màn tiền tử kế thừa. Không biết có người nào có ý kiến hay không? Ánh mắt của Hoàng Sam lão giả hữu ý vô ý dừng lại trên người nhóm trưởng lão. Có không ít trưởng lão tuyệt linh độc cốc đưa mắt nhìn nhau, tự hồ đang tìm hiểu điều gì. Sau đó rơi trên người nữ tử xinh đẹp. Anh văn khẽ than, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời gì. Ánh mắt nữ tử đảo qua mọi người, nhận ra thân sắc của họ, khuôn mặt mơ hồ lộ ra ý cười. Hoàng Sam lão giả nhìn qua mỹ phụ áo đen, thấy bà ta thầm gật đầu, lập tức nói, nếu không có ai phản đối, như vậy thành màn điện tử trở thành cốc chủ là thực chí danh uy, cho nên ta tuyên bố từ giờ trở đi thành màn tiền tử. Đúng lúc này, Mỹ phụ áo đen chợt ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào viễn không. Có không ít ánh mắt của các trưởng lão cũng cảm giác được gì đó, đồng loạt nhìn theo. Bảo biện lừa dối, thật sự là buồn cười. Lựa chọn cốc chủ kế nhiệm, từ khi nào thì tới lượt các người nói chuyện. Cùng lúc đó, khi hoàng sàm lão giả nói xong, một âm thanh cuồn cuộn truyền ra quanh quẩn trên bầu trời quảng trường. Mọi người ngẩng đâu âm thanh xe gió vang vọng giữa không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, gần 20 đảo lưu quang bay tới, chợt lóe lên liền rơi xuống trên quảng trường. Lưu quang thủ liễm, mọi người lập tức hiện thân, là Lục Tâm Đông, còn có Hử Trưởng lão cùng Anh Trưởng lão. Thật nhiều nữ tử tuyệt sắc, nhìn như không phải đệ tử tuyệt đỉnh độc cốc chúng ta. Từng thân ảnh hạ xuống, sau lưng còn có vài trăm thân ảnh cấp tốc lướt tới, chỉ vài lần chớp động đã xuất hiện trên bầu trời quảng trường, chính là nhóm người vu nữ cùng đệ tử tuyệt linh đậu cốc luôn đi theo lục tâm đồng. Xinh đẹp quá! Lão già âm hàn nhìn thấy lục tâm đồng, chu thần hy, huyền doanh, hồ y cùng lòng yên công chúa. Ánh mắt rùng động, nữ tử tuyệt mỹ như vậy, ngay cả vẻ đẹp dung tục của thành màn, làm sao có thể đánh đồng với các nàng. Vừa nhìn thấy nhóm người lục tâm đồng, sắc mặt mỹ phụ áo đen cùng không ít trường não, lẫn thành màn đều biến hóa. Mơ hồ nhìn nhau, nổi lên dao động. Thật là to gan, không có vạn độc ấn phù, không tu luyện tuyệt linh độc quyết, là có thể ở đây lựa chọn tân cốc chủ, hình thường quỳ củ tuyệt linh độc cốc. Chẳng lẽ các người muốn tạo phản sao? Lục Tâm Đồng bước tới trước mặt Hoàng Sàm Lão Giả. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, bỗng dừng vùng tay tắp thẳng lên mặt Hoàng Sàm Lão Giả, tù vì tuyên cổ cảnh cao dại đỉnh phòng phía trước. Khuôn mặt của Hoàng Sam Lão Giả nhất thời hiện đến dấu tay đỏ bừng. Hoàng Sam Lão Giả phun máu tươi, bị lục tâm đồng táp tay, thậm chí phùn máu tươi, lẫn phải cái răng gãy. Một màn bất tình linh làm cả quảng trường yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn lục tâm đồng. Nhưng lúc này, ánh mắt của Mỹ phụ áo đen cùng vai lão ẩu, bây giờ đều nhìn lục thiêu du cùng tiểu lòng, thần sắc thầm nghi hoặc. Lục tâm đồng, người dám tát ta. Hoàng Sam lão giả ôm khuôn mặt rát bỏng, ánh mắt có chút ngầy dại, tự hồ còn chưa hồi phục thần trí. Khuôn mặt đột nhiên sưng phồng lên, biến thành một mảnh tối đen nhanh mặt làn tràn khắp cả khuôn mặt lộ ra gân xanh toàn thân lập tức sừng phù tối tăm dám đối với ta bất kính đáng chết lục tâm đồng thản nhiên nói hạn ý hiện lên không tiếp tục ra tay nhưng hoàng sam lão già đã kêu lên thảm thiết Tân hình gầy co của hoàng sam lão già sưng phù trướng lớn ngựa ngáy không chịu nổi mười ngón tay cao lên ra mặt đầm đìa vết máu màu đen trong mắt lộ vẻ sợ hãi loại kịch động như vậy dù là hắn cũng không thể đối kháng Qua tỏ cậu chủ cứu ta hoàng giam lão già đang định cầu cứu nhưng lời còn chưa dứt tân hình đã banh trướng lập tức nổ tung trong khoảnh khắc lão già đã biến thành một bãi thịt máu màu đen văng tung tóe trên quảng trường thân hồn câu diệt thậm chí linh hồn cũng bị kịch độc tiêu hủy ánh mắt mọi người run lên không ai ngờ lục tâm đồng lại hạ sát thủ động công nghe rợn cả người lục tâm đồng người thật to gan lớn mật trong buổi lễ lòng trọng đánh chết nhị hộ pháp. Người có biết tội của mình không? Thành màn liếc nhìn Mỹ phụ áo đen, nhất thời quát lớn. Vạn độc ấn phụ ở đây, ta chính là thiếu cốc chủ, người thừa kế tuyệt linh độc cốc. Nhị hộ pháp dám bất kính với ta, mọi người đều chứng kiến. Tại sao ta không thể giết hắn? Thành màn, chẳng lẽ người cũng dám bất kính với ta sao? Lúc bây giờ, lục tâm đồng cũng quát to một tiếng. Lời của lục tâm đồng vừa dứt, bàn tay run lên trong tay hiện ra một khối ấn phù trong suốt, trong sáng, tản ra lưu quang bí văn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua giống như ngọc tỷ xoay quanh trong tay nàng. Vạn độc ấn phù à! Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào trên ấn phù. Đệ tử tuyệt đình độc công đường nhiên nhận thức được nó. Đó là ấn phù trưởng môn. Có vạn độc ấn phù đại biểu cho cốc chủ. Bái kiến thiếu cốc chủ. Có không ít đệ tử tuyệt đình độc cốc hành lễ. Vạn độc ấn phù đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa phi phạm đồng đảo những người đang ngồi thấy vậy nhất thời âm thầm biến sắc miễn lễ đi vạn độc ấn phù lóe ra lưu quang ý bảo mọi người trên quảng trường miễn lễ lập tức đưa mắt nhìn thanh man thản nhiên nói thanh man nhìn thấy vạn độc ấn phù vì sao ngươi không hành lễ việc này ánh mắt của thanh man run lên nếu lúc này nàng hành lễ chính là nhận thua với lục tâm độc lục tâm đồng người có vạn độc ấn phù nhưng rút cuộc làm sao ngươi lấy được còn phải chờ đợi xác nhận nếu là sư phụ người đưa cho ngươi có chứng cứ hay không. Ngày lúc thành màn còn đang khó xử, mỹ phụ áo đen nhìn lục tâm đồng, âm thanh thành thúy truyền ra, nhưng lại làm linh hồn người khác thật khó chịu. Vật này là do sư phụ lưu lại cho ta, còn cần chứng cứ gì? Lục tâm đồng nhìn mỹ phụ, trong mắt tràn gặp hạn ý. Đây là do cốc chủ lưu cho thiếu cốc chủ. Cốc chủ hy vọng, thiếu cốc chủ trở thành cốc chủ tuyệt lĩnh độc cốc. Ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng. Hư trưởng lão cùng anh trưởng lão đồng thời nói ra. Các người làm chứng cũng không thể nói được điều gì. Dù sao, đại bộ phận trưởng lão cùng hộ pháp đều không biết rõ tình hình. Chỉ có vài người các cây làm chứng, khó tránh không thỏa đáng. Mỹ phụ áo đen nhìn lướt qua anh trưởng lão, cùng hư trưởng lão, cũng không để trong lòng. Lục tâm đồng ngẩng đầu nhìn thẳng Mỹ phụ áo đen, lại nói, chẳng lẽ còn cần sư phụ ta tới làm chứng sao? Tâm đồng sư điệt, nếu có sư phụ người tới làm chứng, vậy thì càng tốt. Thân sắc của Mỹ phụ ầm trầm, khuôn mặt thoáng co trúm lại. Trong mắt lục tâm đồng hiện lên hàn ý, trầm giọng nói. Sư phụ ta đi đâu, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Bằng không, ngươi đi tìm lão nhân xa thế nào. Ta nghĩ sư phụ rất muốn nhìn thấy ngươi. Lục tâm đồng cũng biết, dù cho mình nói sư phụ là bị diệt hồn yêu cờ giết chết, cũng không có tác dụng lớn gì. Thậm chí tên lực trùng lập, nếu biết sư phụ của nàng đã chết, sẽ đổi hướng chính bởi vì sư phụ tồn tại cho nên họ mới lựa chọn trùng lập. Trong mắt mỹ phụ áo đen hiện tia hàn ý, nàng cũng không thể nói sư tỷ diệt hồn độc cơ đã bị mình tự tay đánh chết. Loại chuyện này đương nhiên không cách nào nói ra. Lục tâm đồng, người nói vạn độc ấn phù là do sư phụ người giao cho ngươi. Lúc này sư phụ của người đi vắng, chúng ta cũng không thể xác nhận người làm sao lấy được vạn độc ấn phù. Diệt hồn yêu cơ lập tức nói, vậy không bằng cứ như vậy đi, sư thúc bảo quản vạn độc ấn phù cho ngươi. Chờ khi gặp được sư phụ người xác nhận, buổi lễ long trọng hôm nay cũng không thể chậm trễ, tiếp tục lựa chọn tần cốc chủ. Nếu vạn độc ấn phù thật là của ngươi, tới lúc đó sẽ cho ngươi trở thành cốc chủ. Thế nào? Đầy rõ ràng là muốn cướp đoạt mà. Cốc chủ trần chính đi đâu vậy, sau ngày quan trọng mà cũng không xuất hiện. Chuyện này hình như không đúng rồi. Có không ít người nghi hoặc xôn xao. Đối với đại hội bộ phận đệ tử tuyệt đình động cốc từ ngoài chạy về dự lễ mà nói cũng không biết nhiều về tình huống trong cốc bởi vì diện tích động cốc rất lớn chia làm nhiều khu vực cho dù là chuyện xảy ra trong cốc một khi bị phong tỏa tin tức những người khác cũng không biết gì huống chi đám người diệt hồn yêu cơ đã chuẩn bị kỹ càng trả ra rất nhiều người phong tỏa tin tức thật là vô sỉ đúng như lời tâm động đã nói trong động cốc người mạnh là vua chỉ có thực lực mới là đạo lý cứng rắn đôi mắt của tiểu long nhíu chặt dáng vẻ tôn quý lại tăng thêm vẻ thần bí cùng yêu mị, lúc này cũng làm cho không ít ánh mắt rình rập tới. Lục Tiêu Du khoanh tay đứng thẳng, khuôn mặt lạnh đạm, ánh mắt đảo qua những người đang ngồi, tu vi hóa hồng cảnh thật không ít, đều là tu luyện độc công, bất kỳ ai ở đây đều hùng danh hiển hách. Cuối cùng, ánh mắt Lục Tiêu Du đảo qua trên người bị phụ áo đen cùng hắc y lão giả, đó chính là diện hồn yêu cơ cùng động chủ ám minh động miểu minh hồng tôn. Lục Tiêu Du cảm giác được khí tức của diệt hồn yêu cơ đã đạt tới lục nguyên hóa hồng cảnh thực lực biểu minh cũng không kém đã đạt tới ngũ nguyên hóa hồng cảnh ngay lúc lục tiêu du đang còn đánh giá mọi người từng ánh mắt trên quảng trường cũng rơi trên lục tâm đồng lục tâm đồng nhìn qua diệt hồn yêu cơ lại nói muốn phản độc ấn phù không cần phiền toái như vậy vừa dứt lời lục tâm đồng lại quay đầu nhìn qua thanh man mà nói hôm nay là buổi lễ long trọng lựa chọn tân cốc chủ thành man chỉ cần ngươi có thể thắng ta vạn độc ấn phù cùng tuyệt linh độc quyết đều là của ngươi từ nay về sau ta rời khỏi tuyệt linh độc cốc như thế nào nghe vậy có không ít người đều dao động ánh mắt những người đang ngồi cũng thay đổi thanh man nghe được lời của lục tâm đồng ánh mắt khẽ động nhìn qua diệt hồn yêu cơ sắc mặt của diệt hồn yêu cơ thoáng trầm xuống lại nói thanh man người lại đây vâng sư phụ tân ảnh thanh man chợt lóe đi đi tới trước người diệt hồn yêu cơ Diệt hồn yêu cơ đứng dậy vỗ nhẹ lên vai, hai vai thành màn nói. Ta nhớ được mấy năm nay, ngươi chưa từng luận bàn qua với sư muội này. Hiện tại, vừa lúc có cơ hội, nếu sư muội của ngươi muốn tỉ thí với người một phen, ngươi hãy đi thử xem thực lực của sư muội ngươi đi. Đệ tử xin lĩnh mệnh, vậy cùng sư muội luận bàn một phen. Chẳng biết tại sao trên mặt thành màn lộ vẻ vui mừng, chợt lóe đi tới trên quảng trường lại nói. Hảo sư muội của ta, chúng ta luận bàn một phen. Cũng tốt, Lục Tâm Đồng quay đầu nhìn Lục Tiêu Du bọn họ, lại nói, ca ca, Tiểu Long, Đại Tẩu, các người ngồi chờ một chút, có một số việc bội muốn tự mình giải quyết. Người đâu, chuẩn bị chỗ ngồi. Hư Trần lão lập tức phần phó mấy trăm đệ tử tuyệt linh độc cốc đứng phía sau mình. Nhất thời có thân ảnh lướt ra, vào đại điện lấy ra không ít ghế ngồi, đặt lên vị trí phía trên, ngang hàng với nhóm người diệt hồn yêu cơ. Càn rỡ, cũng không phải là ai đều được ngồi ở đây một lão giả âm trầm ngồi bên cạnh diệt hồn yêu cơ nói. Bây giờ, lưu độc, vài vị này đều là thiếu cốc chủ bởi tới tuyệt linh độc cốc xem lễ. Vì sao không thể ngồi? Anh trưởng lão trầm giọng nói. Nếu là ca ca của lục tâm đồng sư điệt, con tới xem lễ, tự nhiên phải tận tình chiều đãi rồi. Như vậy đi, cứ để như vậy, không sao đâu, bình thường thôi. Hãy để mọi người cùng ngồi ở đây cũng được, không có vấn đề gì. Bản thân của ánh mắt diệt hồn yêu cơ thỉnh thoảng dừng lại trên người lục thiêu du cùng tiểu long vận tài ý bảo tâm đồng phải cẩn thận lục Thiếu du lúc ấy cũng không thèm để ý đến tranh chấp đi đến trước mặt của lục tâm đồng nói nhỏ hết thảy có ca ca ở đây yên tâm đi xin đà thả ca ca lục tâm đồng ngẩng đầu ánh mắt ý bảo thân ảnh chợt lóe đi đến quảng trường nhẹ nhàng dừng trước người thanh man lão đại chúng ta ngồi một lát tuyệt linh độc cốc không có gì đã gây gớm cả cũng không có mấy người vừa mắt ta đâu. Tiểu Long nhìn lướt qua những trưởng lão của tuyệt linh độc cốc, xài bước đi tới, bên ghế ngồi xuống. Lời của Tiểu Long không hề che giấu, làm ánh mắt những người đang ngồi đều dao động. Long Yên, Chu Thần Hy, Hổ Y, Tĩnh Thần cùng cường giả thần thú thế giới, còn có hử trưởng lão, anh trưởng lão ngồi xuống ghế. Chỉ trường phụ nữ cùng các đệ tử vẫn đứng trên quảng trường. Ánh mắt của miểu binh lại không nhìn thanh man, chỉ liên tục lướt qua thân thể của đám người Chu Thần Hy. Hảo sư Bội, ta luôn muốn biết thực lực của ngươi, hy vọng hôm nay ngươi đừng làm ta thất vọng. Thành Man nhìn Lục Tâm Đồng, lời vừa rơi xuống, từng luồng khí tức cường hãn đã bắt đầu lan tràn, đường theo sau đầu khí cuồn cuộn thẩm thấu không gian. Lục Tâm Đồng thản nhiên nói, chỉ sợ nhất định sẽ làm ngươi thất vọng, có bao nhiêu thực lực thì toàn lực ra tay đi. Sư Bội thật có tự tin, bất quá tự hồ có chút khờ dại, muốn thắng ta chỉ sợ sư bụi còn cần tu luyện thêm một đoạn thời gian. Tân hình xinh đẹp của thành màn khẽ động, trong âm thanh mơ hồ, lộ ra ngạo khí, tự hồ cho rằng mình đã tuyệt đối thắng lợi. Khí tức nhật nguyên hóa hồng cảnh, tới gần hậu kỳ, hoàn toàn phóng thích, không gian quanh quảng trường tự dưng run lên. Đối với lời nói của thanh màn, lục tâm đồng cũng không để ý, khí tức mềm mộng lập tức tràn ra. Khí tức nhật nguyên hoa hồng cảnh phóng lên cao, khí tức ngừng thật tình thuần có cường giả mơ hộ quan sát, tự nhiên phân biệt được ký tức trên người lục tâm đồng tiếp một loại mạnh mẽ, nhưng đã rất dày trọng cùng tinh thuần, như không thể lay động, phẩm chân ký tức tuyệt đối cao hơn thanh man. Nhìn thấy ký tức trên người lục tâm đồng, sắc mặt thanh man thoáng trầm xuống, khuôn mặt hiện lên hàn ý, hư lạnh một tiếng, đồng vụ bắt đầu khởi động, ký tức nháy mắt tăng lên tới đỉnh, xung quanh gió dục mây vận, trong bơ hồ, tiên địa biến sắc, làm lòng người trùn trùn. Hảo sư bội, ta sẽ không khách khí, tiếp chiều đi. Thanh man ngưng kết thủ ấn, một đạo thanh quang giải lụa hướng lục tâm độc bắn tới, đường theo sau khí tức kịch độc lan tràn, nháy mắt xuyên thủng không gian, xuất hiện trước người lục tâm độc. Ra tay gọn gàng, xào quyệt và ngoan độc. Thanh quang giải lụa xuyên thủng không gian, thân hình lục tâm đồng nổi lên thời không dao động thật quỷ dị, thân hình lập tức tránh thoát ngay. Một đạo thanh quang từ trong tay lục tâm đồng mang theo dao động khiến tim đập nhanh bắn mạnh về hướng thanh man vừa tránh né vừa phản công liền mạch lưu loát nhanh như tiềm điện không thể nắm bắt thật nhanh tốc độ của lục tâm đồng làm thành màn kinh hãi thân ảnh chợt lóe xuyên qua không gian tránh được bột kích đánh tới vài đạo thanh sắc độc vụ giống như linh xạ bao vây về hướng lục tâm đồng vài đạo thanh sắc độc vụ cuốn quýt như hình vây bóng giống như có đường linh trí kịch độc chỉ sợ đủ làm hóa hồng cảnh bị lây nhiễm một chút cũng sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng lục tâm đồng có chút e ngại thân hình cấp tốc thối đuôi đồng thời ngón tay gấp khúc thành trào mặt vặn vẹo không gian bây giờ nhất thời đem thanh sắc độc vụ vây khốn bên trong trào ấn của mình bây giờ thanh sắc hồ quang chớp động nhất thời tiêu hủy thanh sắc độc vụ thành hư vô độc khí không còn bao nhiêu tác dụng lục tâm đồng vung tay độc vụ lập tức bao phủ thành màn thanh man hư lạnh một tiếng đôi bội đỏ tươi mở ra lực lượng hấp xả tuôn tràn đem độc vụ hấp vào trong bụng không hề có chút sợ hãi. Đồng thời, quanh thần thành màn tràn trang nguyên lực, một đạo trường ấn lóe sáng, hét lớn một tiếng. Độc linh hồn ấn. Lục tâm đồng ngưng kết thủ ấn, khẽ cười lạnh. Thành sắc hộ quang trường ấn, đường theo sau linh hồn uy áp xuất hiện, Và chạm cùng trường ấn của thành màn. Năng lượng va chạm, như bị xe rách, thanh sắc hộ quang như khói hoa, tán phát khắp bầu trời. Năng lượng tán loạn, thân ảnh lục tâm đồng bây giờ thoáng lui ra sau vài bước, sau đó dừng ổn ở giữa không trung. Thành man bị đánh bay ra ngoài, quen môi trào máu tươi. Một chiêu giao thủ, nàng đã bị tổn thất nặng dưới tay lục tâm động. Thân hình lục tâm đồng xuyên qua không gian đi tới trước người thanh man. Thủ ấn nhanh chóng ngừng kết, nguyên lực cùng linh hồn lực như hồng thủy trào ra, độc vụ bao trùm khắp bầu trời. Thiền độc hồn quyết, quang màng trói mắt, khe không gian liên tục hiện ra. Chỉ nháy mắt tiếng thú minh vang vọng, mấy đạo thủ ấn kịch đồng tối đèn hiện lên trong thầy, quang mang trói mắt nở rộ hồi tụ thành một đạo thú ảnh vô cùng dữ tợn bao phủ bầu trời chỉ bằng ngươi còn muốn nhúng chàm vị trí cốc chủ tuyệt linh độc cốc người còn chưa đủ tư cách ta là đại thừa niết bàn vô lượng niết bàn người ở trước mặt ta tính là thứ gì lục tâm đồng quát lạnh một tiếng bàn tay run lên nhanh chóng đẩy ra trong tích tắc thú ảnh dữ tợn run lên thu minh truyền ra cả không gian đột nhiên vặn vẹo kịch liệt lao thẳng về hướng thành man Thanh Man vừa ổn định thân hình, ánh mắt ngưng trọng, năng lượng cuồng bạo dao động, thành sắc lưu quang khởi động, chỉ nháy mắt, thân hình hóa thành một đầu cự mãng, thành sắc như cự đồng. Toàn thân cự mãng tràn ngập độc vụ, không gian run rẩy vặn vẹo, ầm ầm nứt vụn. Tĩnh Thần công chúa chợt nói, "Nguyên lai là Thanh Man yếu độc mãng, huyết mạch xem như không kém." Thu ảnh va chạm cùng bản thể độc mãng của Thanh Man, năng lượng đụng chạm, hai cỗ năng lượng dày dừa ăn mòn, cả viên không gian nổ tung âm thanh thổi quét cả bầu trời quảng trường năng lượng khủng bố đập nát như khói hoa nở rộ không gian lập tức bị áp bạo Kinh khí năng lượng quách tán trên không trung tạo thành từng trận gợn sóng cuồn cuộn thôn thiên cả bầu trời một âm thanh kêu thảm đau đớn truyền ra bản thể của thanh man bị đẩy lui lớp vảnh nổ tung không ít huyết vụ không ngừng tuồn xuống thực lực thật là mạnh không ít người kinh ngạc không nghĩ tới thanh man hoàn toàn không phải đối thủ của lục Tâm Đồng. Ánh mắt của đám người diệt hồn yêu cơ cũng hiện lên vẻ ngừng trọng, âm thầm lóe ra. Bàn thể thanh man xoay quanh trên bầu trời, tân hình khổng lồ đầm đìa máu tươi, khí thức uể oải, đôi mắt hùng hãn gắt gao, nhìn chăm chăm lục tâm đồng. Lục tâm đồng, người cho rằng người có thể thắng ta hay sao? Đi chết đi! Thanh man thét lớn một tiếng, tân hình đột nhiên bộc phát một cỗ khí thức khác thường, đồng thời khí thức tăng vọt, tiếp theo sau há mồm phun ra huyết sắc quảng trụ huyết sắc quảng trụ lướt ra không trùng run run hẳn lên vật thể huyết sắc phiếm đen bây giờ làm cho người ta có cảm giác yêu dị độc vụ cuồn cuộn bao trùm khí tưng khiến đình hồn run rẩy giáng xuống cùng lúc đó có không ít ánh mắt nhìn qua diệt hồn yêu cơ từ hồ huyết sắc quang trụ có quan hệ thật lớn với bà ta ánh mắt diệt hồn yêu cơ nổi lên vẻ cười lạnh lực lượng này không phải của thành màn yêu tộc mãng đầu độc mãng kia dùng ngoại lực. Sắc mặt của tĩnh thần công chúa đại biến, kêu lên. Đồ hỗn trướng, chán sống rồi sao? Sắc mặt của tiểu long chợt trầm xuống, vừa định lao ra. Không sao, xem trước đi. Lục tiêu dung ngăn cản tiểu long, ánh mắt không chút lo lắng, que mồi hiện lên ý cười. Huyệt sạc quảng trụ xuyên qua không gian, đi tới trước mặt lục tầm đồng. Năng lượng khủng bố cùng độc khí tràn ngập lan ra, khiến cho cả thiền điện năng lượng như có chút rối loạn ánh mắt của lục tâm đồng lạnh thấu xương giọng nói tràn đầy khí phách sớm biết người sẽ dở trò lại dám vận dụng thực lực bên ngoài chỉ tiếc người còn chưa đủ thực lực ấy từ trong ấn đường của lục tâm đồng bắn ra lưu quang một thanh tiểu trùy màu trắng nhỏ chừng được bàn tay đã hiện ra trong tay trong nhánh mắt hư không rùn rẩy mọi người đều cảm giác được không gian bị kiểm hãm năng lượng hủy diệt lặng yên thẩm thấu khắp cả không gian bây giờ lục tâm đồng phất tay từ trong tiểu trụy bắn ra một đạo quang trụ như lôi đỉnh, đường theo lực lượng hủy diệt cao thét, làm không gian biến thành lốc xoáy hư không cực lớn. Một đạo năng lượng lôi đỉnh đánh thẳng lên huyết sắc quang trụ kia. Mọi người hết hồn, ngay sau đó quang mang trói mắt tán phát. Huyết sắc quang trụ chỉ rằng co trong nháy mắt, lập tức dễ dàng hóa thành hư vô, năng lượng lôi đỉnh xuyên thẳng vào trong ấn đường của thành màn. Ngày sau đó, ánh mắt của thành màn tràn ra sự sợ hãi đôi mắt vô thần nhắm chặt, từ sâu trong óc như có vật gì nháy mắt nổ tung. Ngày tiếp theo, bản thể thanh man lập tức bị tạc vỡ, tiếng nổ tung trầm thấp dựng lên, thu thể nứt vụn thành từng khúc, máu tươi khuỳnh sái như huyết vụ. Không gian rung động không ngớt, sự bật khủng bố nháy mắt thổi quét tứ tán. Toàn bộ những người trên quảng trường đều vội vàng bố trí cương khí phòng ngự, ngăn cản máu tươi vàng tới, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Thực lực như vậy thật quá mức khủng bố, Linh khí tiểu trùy lại cường hãn như thế, một chiêu đã đánh chết người có tù vị tăng vọt tới tam quyền hoa hồng cảnh như thanh màn hiện tại. Ánh mắt những người đang ngồi đều run lên, mà diệt hồn yêu cơ cùng quay phát đầu nhìn qua lục thiêu du, tự hồ cảm nhận được điều gì đó. Thân sắc của lục thiêu du lạnh lùng, không thèm nói lời nào. Vừa rồi, hắn đã truyền lực lượng vào tôi hồn diệt phách trùy để tiểu trùy tự mình ra tay. Thân là thông linh bảo khí, tôi hồn diệt phách trùy vốn đã có linh trí đương nhiên tự mình hành động cũng không có vấn đề gì. Vì vậy cũng giống như chính lục tâm đồng thúc giục tiểu trùy. Trên thực tế, đây là công kích của lục thiếu du, mà thanh man sử dụng lực lượng của diệt hồn yêu cơ. Vừa đội giao phong chẳng khác gì là lục thiếu du giao phong với diệt hồn yêu cơ. Bởi vì lục thiếu du chuẩn bị ngoan độc hơn, vì thế thanh man bị thôi hồn diệt phách trùy đánh chết dẫn đến thần hồn phải bị cầu diệt. Bản thân của lục thiếu du cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. <laughs> Ăn trộm gà không được, con mất tắm gạo. Tiểu lòng thấy thế hằng hắc cười to, mới biết được, không ngờ, lão đại đã sớm có chuẩn bị. Hắn tự nhiên đã nhìn ra, vừa rồi ra tay chính là lão đại. Thực lực của lục tâm đồng còn chưa đạt tới một bước này. Năng lượng gợn sóng cuồn bạo, điên cuồng nhộn nhạo như thực chất. Sau khi kinh khí tiêu tán, ánh mắt của mọi người trên quảng trường đều ngơ ngẩn, nhìn chăm chăm vào lục tâm đồng. Thành bàn tiền tử lại bị giết rồi, thần hồn câu diệt đó là thông linh bảo khí. Trong tay lục tâm đồng có thông linh bảo khí. Lục tâm đồng vừa vận dụng lực lượng rất quái lạ, tựa hồ cũng không phải thực lực của bản thân nàng. Ánh mắt của diệt hồn yêu cơ trung động, liếc qua miểu minh, hồng tôn, trong mắt chợt lóe hàn ý. Nữ hỏa kìa thật độc ác, dẫn đồng môn luận bàn, lại lòng dạn độc ác, giết thành màn bội tử của ta, ta không thể tha cho người. Thân ảnh biểu minh lao ra, nhanh như chớp đánh về hướng lục tâm đồng Tân ảnh biểu minh vừa lao tới năng lượng âm hàn khủng bố cực độ dâng lên nhất thời hùng hằng bạo lướt về hướng lục tâm đồng. năng lượng âm hàn lướt ra uy áp tràn ngập làm không gian biến thành vạn vẹo nhưng đúng ngày lúc này năng lượng quanh thân tiểu lòng chợt dao động trong tích tắc tân ảnh đã biến mất khỏi chỗ ngồi khi thân ảnh tiểu long lại xuất hiện tân hình đã hiện thân trước người lục tâm đồng nhìn chăm chăm năng lượng quét tới quanh thân tràn ra dao động kim bào phần phật nằm ngón tay nắm chặt thành quyền, kim sắc hỏa diễm nhất thời dựng lên. Dám động vào nàng, lão cẩu người chán sống rồi sao? Một đạo quyền ấn, bây giờ đánh ra, quyền ấn nhanh mắt đánh lên năng lượng âm hẳn của miểu mình. Hai bên va chạm, tiếng độ trầm thấp, kinh khí liên tục quách tán, khi tức nóng cháy ngập trời đem hết thành năng lượng âm hẳn, phá hủy thành hư vô. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của biểu mình cũng bị đẩy lui. Mà thân hình của Tiểu Long cũng chỉ hơi lảo đảo, lùi ra sau một bước nhỏ, đã ổn định lại thân thể. Người này cũng đã tam nguyên hóa hồng cảnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ động, khoe mùi lộ ý cười. Miêu Minh bị bột chiều đẩy lui, dưới kim sắc hỏa diễm, linh hồn của hắn run rẩy, nhiệt độ khủng bố khiến cho hắn cảm giác được vô cùng kinh khủng, như có thể phá hủy linh hồn của hắn, thật vất vả mới có thể ngăn cản hóa giải được. Tam nguyên hóa hồng cảnh, tại sao lại mạnh như vậy? Miêu Minh ổn định thân hình, ánh mắt kinh hãi, sắc mặt biến thành âm lãnh, nguyên lực âm hàn dâng lên, động tới tiên điện năng lượng, Ký tức ngũ nguyên hoa hồng cảnh khủng bố chen trúc lao ra. Sau thoáng tạm dừng ngắn ngủi, Miệu Minh lại lao thẳng về hướng Tiểu Long, ngừng tụ bột đạo trào ấn hướng Tiểu Long ảnh tới. Vừa mới đặt chân ngũ nguyên hoa hồng cảnh mà thôi, người chán sống rồi. Ánh mắt của Tiểu Long hiện lên vẻ khinh thường, hoàng mang chợt lóe, hóa thành bột đầu hoàng kim cự long thật lớn. Hoàng kim cự long xuyên qua trời cao, lòng lần tràn ngập kim sắc hỏa diễm, khi tức gào thét. Giờ phút này, toàn bộ thú tộc trên quảng trường đều bị uy áp, không cách nào ngăn cản. Thú tộc thật mạnh, đây là huyết mạch gì? Tân hình nhóm lão cầu cùng với lão giả đang ngồi trên không khỏi run lên. Uy áp khủng bố, khiến nhân tộc cũng phải trùng động. Uy thế thật là khủng khiếp. Lòng gầm rít gào, hóa thành sóng âm lan tràn. Lòng uy cuồn cuộn, làm cho tiên địa trùng động. Chỉ thấy hoàng kim cự lòng rít gào, há to mồm, lực hấp xả kinh khủng trào ra, đem cả phiên không gian vặn vẹo cắn nuốt, nhất thời đem trảo ấn cắn nuốt bên trong, đồng thời cả thân hình biểu mình cũng bị nuốt vào trong miệng. Không xong rồi. Miểu Minh dây rụa bốn chạy, sắc mặt hoàng sợ đại biến, nhưng vừa bị hấp xả vào trong miệng cự long, lập tức bị kìm sắc hỏa diễm bao phủ. Bây giờ ánh mắt nhất thời lộ vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, thậm chí không cách nào lên tiếng. Sau đó, một ngụm đã bị nuốt trực. Tiểu Long ngâm vang vọng trời cao, trong số ánh mắt ngầy dại nhìn chăm chăm hoàng kim cửu long hóa thành hình người quanh thân tàn ra kim sắc hỏa diễm không ngừng dựng lên cao một gụm đốt chừng miểu minh tiểu long chợt mở mắt trong mắt lộ vẻ tà mị khoe mồi giường lên nói vừa đặt chân ngụ quyền hoa hồng cảnh cũng giam hùng hằng can quấy trước mặt ta địch thật là chán sống mà người này càng ngày càng mạnh lục tiểu dù cũng chấn kinh một gụm đốt chừng tù vì ngụ quyền hoa hồng cảnh tiên phú bản thể của tiểu long ngày càng biến thái cũng không sợ bị tiêu hóa bất lương. Thú tộc thật là mạnh đấy. Không ít trưởng lão hộ pháp sợ hãi thầm than. Lục trường nghe Tiểu Long hoàn toàn không đem tuyệt linh độc cốc xem vào trong mắt. Trong lòng bọn họ còn cực kỳ khinh thường. Nhưng hiện tại, chứng kiến thực lực của Tiểu Long cũng biết đối phương thật sự không đem bọn hắn đặt vào trong lòng. Không gian biến thành yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở cùng tiếng than sợ hãi. Đó là thú tộc gì vậy? Trước đây chưa từng gặp qua. Nghe nói động chủ ám binh động tù vì ngụ nguyên hóa hồng cảnh lại bị nuốt. Thực lực thành điền mặc kìm bào không ngờ khủng bố như vậy, thật là đáng sợ. Thực lực thật quá cường hãn. Động chủ, cường giả ám binh động sắc mặt hoảng sợ đại biến. Động chủ bột chưa bị nuốt chừng, hết thảy phát sinh thật quá nhanh. Sau một lát, bọn họ mới kịp phản ứng, nhưng không ai dám ra tay, không ai muốn bị nuốt sống. Cường giả ám binh động nhất thời nhìn qua diệt hồn yêu cơ. Thật là to gan, ở trong tuyệt linh độc cốc lại dám cản rỡ như vậy. Diệt hồn yêu cơ cũng không còn cách nào tránh được. Vũ ghế đứng lên, nhìn chăm chăm lục tâm đồng cùng tiểu long. Diệt hồn yêu cơ là người ám minh động ra tay với ta trước, không đem tuyệt linh độc cốc đặt vào trong mắt. Người bị mù mắt, nhìn không thấy sao. Cậu kết ám minh động, muốn gốn sạch vô số nằm cường nghiệp của tuyệt linh độc cốc. Người có ý đồ gì? Lục tâm đồng thu lại tiểu trùy và ấn đường, hồ tên của diệt hồn yêu cơ. Đừng có nói bậy bạ, bồn tọa cấu kết ám bình động khi nào. Tiểu nha đầu, người gia nhập tuyệt linh độc cốc chưa bao lâu, lại cùng những người lai lịch không rõ xông vào tuyệt linh độc cốc, đánh chết đồng môn, muốn nắm tuyệt định độc cốc trong tay. Người có mưu đồ gì? Hôm nay bồn tọa phải thành lý môn hộ. Tới thời điểm này, diệt hồn yêu cơ cũng biết phải toàn lực diệt sát lục tâm đồng. Nếu không, toàn bộ mưu toan của mình sẽ bị sụp đổ. Tầm huyết mấy vạn năm đều sẽ tan thành mây khói trong giày đát bản thân của bà ta đã có tính toán từ trước. Miệng toàn nói bậy, vừa đánh trống vừa la làng. Lục tâm đồng quát lạnh, lập tức nhìn những người ngồi trên ghế, trầm giọng nói. Toàn bộ đệ tử, trưởng đáo, hộ pháp, tuyệt linh độc cốc nghe kỹ. Lục trường sư phụ ta mất tích, bởi vì diệt hồn yêu cơ, cấu kết tặc tử, mưu hại gây ra. Cách đây không lâu, sư phụ ta đã điều tra được hết thảy do diệt hồn yêu cơ gây nên, cũng bị bà ta cấu kết ám minh động, làm hại một lần nữa, cuối cùng truyền ngôi cho ta. Vì vô số năm cơ nghiệp của tuyệt linh độc cốc, các người rốt cuộc cần hiểu rõ mình nên đứng ở đội hình nào. Nói tới đây, lục tâm đồng lệnh thúc giục vạn độc ấn phù trầm giọng nói tiếp. Ta có vạn độc ấn phù tu luyện tuyệt linh độc quyết. Từ giờ trở đi, ta chính là cốc chủ. Nếu có ai không phục muốn phản cốc, hậu quả trong lòng các người hiểu rõ ràng nhất. Âm thanh quanh quẩn trên quảng trường, ánh mắt các đệ tử tuyệt linh độc cốc đều rung động. Bái kiến cốc chủ, hừ trường lão, anh trưởng lão dẫn đầu đứng dậy, cung kính hành lễ. Bái kiến cốc chủ, mấy trăm đệ tử luôn đi theo lục tâm đồng cũng quỳ bột gối mà hành lễ. Đám đệ tử đứng trên quảng trường đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu xôn xao. Xin bái kiến cốc chủ, rốt cuộc có người thần phục hành lễ. Bái kiến cốc chủ, nhất thời từng đợt âm thanh cung kính thần phục truyền ra, phản ứng như dây chuyền hơn phân nửa đệ tử tuyệt linh độc cốc đã quỳ bột gối cùng kính hành lễ nhìn thấy cảnh này những người ngồi trên ghế đều đưa mắt nhìn nhau. Thật to gan, dám ngậm máu phun người, vù tội cho ta. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Diệt hồn yêu cơ cũng không còn có cách nào nhẫn nại. Trong mắt tràn ngập sát ý, huyết quàng trên áo lé ra, chân dẫm xuống đất, thần hình cấp tốc đánh về hướng lục tâm đồng. Năng lượng cuồn cuộn lập tức tràn ra. Khí tức thổi quét, làm cả hư không rung động điền cuồng, uy lực khủng bố con cương hãn hơn cả biểu mình một đạo thanh quang nháy mắt lướt ra, thẳng tắp bay về hướng diệt hồn yêu cơ. Hai thân ảnh lập tức va chạm lẫn nhau. Cũng không ai thấy rõ, hai người làm sao ra tay. Hai thân ảnh vừa chạm liền phân, năng lượng kinh khí khủng bố bộc phát, thổi quét khắp cả không trung, phá hủy tảng lớn không gian. Thân ảnh của diệt hồn yêu cơ lui ra sau, ngừng lại giữa không trung, ánh mắt kinh dị nhìn thanh y nhân trước mặt. Vừa va chạm bột chiêu, thực lực của thanh y nhân làm diệt hồn yêu cơ ngừng trọng ca ca của lục tâm đồng không ngờ cường hãn tới trình độ như vậy thậm chí còn muốn mạnh hơn thanh niên mặc kim bảo lục tiêu du lăng công giữa bầu trời nhìn lục tâm đồng cùng tiểu long mà nói giao cho ta là được rồi hai người lui ra sau đi lão đại ta ở bên dưới chờ ngươi tiểu long hoàn toàn không hề lo lắng cùng lục tâm đồng rơi xuống bên cạnh nhóm người lòng yên công chúa ánh mắt của diệt hồn yêu cơ chớp động lạnh lùng trầm giọng nói người rốt cuộc là ai ta ư ừ, chính là ca ca của lục tâm đồng. Lời vừa dứt, khí tức bắt đầu khởi động, thiên điện nổi lên dao động kỳ dị, phảng phất như năng lượng trong không gian đều cuồn cuộn hội tụ về hướng lục tiêu dục. Chỉ nháy mắt, hư không đột nhiên rung lên, không gian giống như bị cắn nuốt, thậm chí mọi người đều có cảm giác thần bất do kỵ, tự hồ nguyên lực đang bị hấp xả ra ngoài. Diệt hồn yêu cơ bắt đầu hoảng sợ, khí tức của thành y nhân cũng có thể nhìn thấu, đối mặt với hắn có một cảm xúc bất an khiến linh hồn bà ta luôn nhộn nhạo. Nhận định phải giết tiểu tử này mới có thể giải quyết phiền toái hôm nay. Trong lòng quyết tâm, sát ý khởi động, quanh thân diệt hồn yêu cơ tràn ra khí tức huyết sắc phiếm đen, khí tức giống như đúc khí tức sử dụng lần cuối cùng thành màn khi nãy. Năng lượng tuôn tràn, nguyên lực trong người diệt hồn yêu cơ như hồng thủy trút xuống, chấn động hư không rùng chuyển, ngừng tụ thành một đầu thú thể trì chu tức là con nhện vô cùng lớn trị trù rít đền làm linh hồn người ta đau đớn dường đành bố phút ghéo trong một kẹt không gian thật dài mở miệng rộng khủng bố dữ tợn mang theo khí thế lẫn khí tức kịch độc bao phủ về hướng lục thiêu dù chỉ trong nháy mắt hư không rung chuyển khí thế vô cùng bá đạo buồn xuống uy lực vô cùng vô tận thẩm thấu khí thế bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không thế trung tiên địa vô cùng lăng nhiệt khí tức khởi động tiếng sấm sét vang rền tiên địa biến sắc bạt hoàng tiên địa quyết tam quyết chuyển thiên thế nhất cước toái sơn hà chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi lục thiên du chợt động vùng trần dẫm xuống hư không đứt vỡ khí tức phá hủy vạn vật thế giới buồn xuống làm linh hồn người ta run rẩy không ngớt một cước phẳng phật như đạp vỡ hết thảy sinh cờ bá đạo phá hủy làm người ta không cách nào kháng cự cước ảnh khổng lồ dẫm lên thú ảnh trì trù kia như thái sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống tiếng đồ vang trầm thấp truyền ra năng lượng cuồng bạo bá đạo khuếch tán không gian ầm ầm lay chuyển thu ảnh đập tưng phá nát hóa thành độc khí cuồn cuộn, cuộn khuếch tán ngập trời thân hình của diệt hồn yêu cơ quỷ dị lướt tới trước người lục thiêu du hàn quang hiện lên khí tức lục nguyên hóa hồng cảnh như do bão thổi quét một đạo trưởng ấn ngưng tụ độc vụ lan tràn mơ hồ có khe không gian tối đen hiện lên thị huyết độc trưởng trưởng ấn vỗ tới kịch độc làm cả không gian đều âm trầm khí tức khủng bố ngày càng mạnh, nhai mắt đi tới trước người lục tiêu du. Độc khí quả là không tệ, chỉ tiếc vô dụng với ta. Lục tiêu du thì thao nói, chỉ nhai mắt ngắn ngủi, thủ ấn khẽ nhúc nhích. Năm loại hào quang thuộc tính gừng tụ thành hắc bạch âm dương, đồ án xoay quanh người, cùng tiên địa tường liền. Anh phật biến thành một đèn bột trắng, vô cùng huyền ảo. Cùng một thời gian, một đạo trưởng ấn dâng lên, hắc bạch đồ án đi theo, như mặt trời ban trưa, tiên địa năng lượng đột nhiên buồng xuống trường ấn bay tới một đèn bột trắng bắn ra va chạm cùng độc trưởng hai đạo công kích cường hãn va chạm hắc bạch hảo quang lan tràn uy áp khủng bố khiến cho người ta đều cảm giác bị áp chế độc trưởng rằng co trong nháy mắt lập tức phá nát hóa thành khói độc ngập trời năng lượng khủng bố điên cuồng nhộn nhạo tán loạn không gian bị phá hủy thành hư vô thân hình diệt hồn yêu cơ bị đẩy lui hai mắt ầm rầm nhìn lục thiếu du âm thanh trùng động bén nhọn quát đây là áo nghĩa kỳ lạ thứ năm ẩm dường áo nghĩa người người là lục thiếu du thượng thành thế giới lời của diệt hồn yêu cơ vừa vang lên mọi người ngây dại khuôn mặt của những người ngồi trên ghế đều cò trúng ánh mắt run rẩy dựng dội nguyên lại tiền bối chính là lục thiếu du ở thượng thành thế giới phụ nữ bây giờ cũng kiếp sợ kinh hãi mà hô lên hư trưởng lão cùng anh trưởng lão đều trùng động ngay lúc này bọn họ mới biết được ca ca của thiếu cốc chủ chính là chân lý niết bàn Lục Tiêu Du trong lời đồn đại. Bà trên Lục Tiêu Du đã sớm vang vọng khắp cả ba ngàn đại thế giới. Bọn họ cũng từng nghe đồn đại. Nghe nói Lục Tiêu Du đã trở thành thánh chủ tuyên cổ điện. Thân phận như vậy, mặc dù thực lực tuyệt linh độc cốc không kém, nhưng không thể so sánh được với tuyên cổ điện. Lục Tiêu Du không ngờ người là Lục Tiêu Du. Diệt hồn yêu cơ cũng trùn rầy hẳn lên. Không nghĩ tới danh hào của ta cũng có chút tiếng tăm trong ba ngàn đại thế giới. Một khi đã như vậy, thì cho người chết nhanh một chút. Thành ý lại động, lục tiêu du vừa dứt lời, khí tức bá đạo trùng chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra bột cây cung, toàn thân trong suốt, trong sáng, lại như là phượng lai, như là long. Bây giờ, cây cung trung động lòng người, bí văn quanh quẩn, cường khí tối đèn bảo phủ, hào quang trói mắt tràn ra tiếng gầm rú như bão táp vàng vọng trời cao. Thông linh bảo khí, sắc mặt của diệt hồn yêu cờ đại biến, khí tức cây cung làm bà ta run sợ, trong tay khởi động huyết sắc quang mang quỷ dị, trống rỗng, hóa thành một đầu tri chu khổng lồ hơn trăm thước. Tinh thần công chúa nhìn chăm chăm thú thể tri chu, lại nói, nguyên lai là độc vật phệ huyết độc chu, kịch động vô cùng, người bình thường nghe tên đã sợ mất mặt, không dám đụng vào. Hội cũng nói, chỉ tiệc thiêu dù lão đại không có sợ độc, nguyên lai là phệ huyết độc chu. Lục thiêu dù bước tới một bước, thật đừng hình ngửa về phía sau, nguyên lực bạo tuôn năng lượng quang tiễn trói mắt ngưng tụ chuẩn bị phóng ra lục thiếu du người đừng có quá càn rỡ Đời này đã tuyệt linh độc cốc ta cũng không phải dễ trêu chọc diệt hồn yêu cơ sàn sinh sợ hãi trong lòng bơ hồ bất an tâm tình khủng hoảng ngày càng dày đặc lục nguyên đạt siêu phàm hóa hồng cảnh thực là cực kỳ không tệ rồi chỉ tiếc lục người trong thời kỳ toàn thịnh ta còn không sợ huống chi người bị lão cốc chủ đánh trọng thương tới giờ còn chưa kể hồi phục khoe bồi lục thiêu du cười lạnh trong mắt hiện lên hàn ý, nguyên lực tràn vào trong truy phong chiến thiên cung, cuồng phong gào thét rung trời, cây cung buộc chặt, lập tức kéo căng năng lượng quang tiễn. Năng lượng quang tiễn lướt ra, những đời đi qua làm không gian nứt vụn hóa thành hư vô. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng quang tiễn kéo theo khe không gian xuyên thủng không gian đã đi tới bản thể phệ huyết độc chu của diệt hồn yêu cơ. Quang tiễn mang tới lực trùng kích thật lớn, giống như vẫn thạch va chạm xuống. Phệ huyết độc chu vung chân trong miệng phun ra độc tì, huyết sắc. Bây giờ, ngừng kết thành một tấm mạng nhện, năng lượng vô cùng vững chắc, đem năng lượng quang tiễn ngăn cản trước người. Năng lượng quang tiễn va chạm mạnh mẽ như tể tiền điệt địa, nhưng diệt hồn yêu cơ dù sao cũng là lục nguyền hoa hồng cảnh, đem đạo năng lượng quang tiễn đầu tiên đánh tan tại chỗ. Tiếng sâm vàng vọng trời cao, chỉ nháy mắt, lục tiêu du liên tục phóng tên, lại có bốn mũi năng lượng quang tiễn lướt ra. Ngay khi đạo năng lượng quang tiễn thứ tư lướt ra, khe không gian đã hình thành một hắc động trôi nổi trên phạm trời. Năng lượng mạng nhện run rẩy nứt nẻ, mãi tới đạo quảng tiễn thứ ba bắn vào cũng đang lùng lầy miệng diệt hồn yêu cơ phùn máu đèn nhánh, huyết dịch rơi xuống ăn mòn mặt đất trong phạm vi trăm thước không còn ngọn cỏ. Đạo quảng tiễn thứ tư rơi xuống, năng lượng mạng nhện khổng lồ hoàn toàn bị tạc vỡ, coi độc ngập trời thổi quét thiên không. Về hồn độc chu không ngừng phùn máu. Bây giờ, giấm phút này, năm đạo năng lượng quang tiễn màng theo động sầu tối đen nối đuôi nhỏ bay tới rơi vào trong ánh mắt của vệ hồn độc chủ lực hủy diệt khủng bố bá đạo lan tràn đem không gian xung quanh đều phong tỏa ánh mắt của diệt hồn yêu cơ run lên tràn ngập vẻ sợ hãi một cảm giác tử vong sản sinh bà ta rất rõ ràng nếu bị quang tiện bắn trúng sẽ giữ nhiều lành ít thực lực lục tiêu du thật sự khủng bố như lời đồn đại huyền độc thái thượng trưởng lão cứu ta giờ các này Diệt hồn yêu cơ thật sự sợ hãi, lập tức thét lên trói tai. Quả nhiên còn có cường giả ở đây. Trong mắt của lục tiêu du bắn ra hàn mang, hắn luồn bờ hồ, cảm giác được có cái tức che giấu ở gần bên. Quả thật là không sai lầm. Lúc này, xem ra sau lưng diệt hồn yêu cơ, còn có cường giả. Nghe sừng hồ suy đoán, hắn đã thái thượng trưởng lão tuyệt linh độc cốc. Khó tranh diệt hồn yêu cơ dám một tay che trời trong độc cốc. Nguyên lại, còn có thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa. Lục tiêu du trong tuyệt linh đầu cốc còn chưa tới lượt người dương oai một âm thanh vang vọng trên thiên không một thân ảnh áo xám hiện thần trước người diệt hồn yêu cơ ánh mắt lục tiêu du trầm xuống khí tức của người này khủng bố hơn diệt hồn yêu cơ cấp độ ít nhất là thất nguyên tiểu phiền mãn thân ảnh áo xám vươn tay hướng nam đạo năng lượng quang tiễn trộm tới trào ấn ngưng tụ năng lượng lốc xoáy cực lớn xoay tròn như con quay nhất thời cắn nuốt năng lượng quang tiễn kể cả hắc động tối đen cũng biến mất theo nhìn thấy thân ảnh kia diệt hồn yêu cơ lộ vẻ vui mừng vội vàng lớn tiếng nói huyền độc thái thượng trưởng lão cứu ta lục thiêu Du chính là người mà chúng ta muốn tìm giết hắn chính là lập công lớn hình như là không thích hợp lục tiêu du cảm giác không đúng tự hồ hai người này muốn tìm hắn để gây phiền toái kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo